Má trợ thính nào phù hợp cho ông bà mình trên 70 tuổi? Vâng, Sơn xin chào bà con ha. Thì trên thị trường có rất là nhiều dòng máy trợ thính khác nhau. Đó, dòng máy trợ thính có dây nè, dòng máy trợ thính không dây. Thì nếu mà như ông bà mình lớn tuổi thì mình nên xài dòng máy trợ thính có dây ha. Tại vì nó to, dễ cầm nắm và âm thanh cực kỳ lớn luôn. Đây là dòng máy trợ thính giá thành rẻ nhất của dòng sản xuất tại Nhật. Đó, nó là 1.280.000 ha, bảo hành 1 năm. Nếu mà như ông bà mình thích dòng thời trang, mình có thể chọn dòng này, dòng máy trợ thính không dây ha. Mình gắn trên bàn tay nè, nó có cọng dây nó chuyền vô, nó gọn nhẹ, nó là âm thanh tầm trung ha. Nhưng mà nếu ông bà mình lớn tuổi rồi thì nên chọn dòng máy có dây. Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên chọn dòng máy có dây ha. Nó là 1.280.000, nhưng mà âm thanh nó nghe lớn nhất nè, dễ cầm nắm, dễ sử dụng nè. Mình kẹp vào túi áo hoặc túi quần và chuyền cọng dây vào bên trong áo, mình chuyền lên lỗ tai. Rồi nếu mà như ông bà mình mà không sử dụng được cái dòng máy trợ thính có dây này á, thì không thể nào chọn được dòng máy khác đâu. Tại vì đây là dòng máy có công suất lớn nhất rồi. Nếu mà có gì cần biết thêm thông tin chi tiết á, thì bằng con mình có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn để có thể tư vấn kỹ hơn. Đây là những dòng máy sản xuất tại Nhật, bảo hành 1 năm. Nhưng mà những dòng máy này thì khá là bền. Hoàng Sơn thấy 5-7 năm là bà con mình vẫn còn xài tốt luôn. Chúc cô chú mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha.